Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao chính quyền không phát tiền cứu trợ cho nạn nhân cháy chung cư? VOA tiếng Việt ngày 27 tháng 10 cho hay, 130 tỷ đồng cứu trợ nạn nhân cháy chung cư bị treo vì chính quyền cần tính toán. Theo tìm hiểu của VOA, tiền quyên góp được hơn 130 tỷ đồng hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội đến nay vẫn chưa được giải ngân do chính quyền cần tính toán chu đáo, mặc dù các nạn nhân đang trong tình cảnh khốn khó. VOA nhắc lại vụ cháy chung cư tư nhân ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, xảy ra vào nửa đêm ngày 12 tháng 9, đã gây hậu quả thảm khốc với 56 người chết và 37 người bị thương. Vụ hỏa hoạn thương tâm này đã gây rúng động cho người dân cả nước với nhiều phong trào quyên góp được phát động để góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân và giúp họ ổn định lại cuộc sống. VOA dẫn báo tuổi trẻ cho hay, Ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp ở Hà Nội, cơ quan đứng ra tiếp nhận tiền cứu trợ, đã nhận được tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng ở thời điểm dừng tiếp nhận ngày 16 tháng 10. Tuy nhiên, một số tờ báo khác cho biết số tiền này chỉ có 110 tỷ đồng. Và đây là hình bài trên VOA. Tuy nhiên, ngoài khoản tiền 6 tỷ đồng đã được chi khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân ổn định chỗ ở, cung cấp nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt. Đến nay, số tiền còn lại vẫn bị chính quyền Hà Nội treo lại, chưa phân phát cho các nạn nhân, theo báo chí trong nước đưa tin. VOA cho biết, báo tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, giải thích rằng phương án giải ngân số tiền đã được chính quyền quận Thanh Xuân xây dựng xong nhưng còn chờ ý kiến các ngành để có sự thống nhất. Ông Trường trước đó vào ngày 27 tháng 9 từng nói với báo chí rằng quận Thanh Xuân còn phải đánh giá mức độ thiệt hại của từng hoàn cảnh, từng hộ gia đình mới xây dựng được phương án hỗ trợ đúng mục đích, có ý nghĩa lâu dài. VOA cho hay, Báo tuổi trẻ cũng tường thuật lời bà Trần Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Khương Đình dẫn ra nghị định của chính phủ để biện hộ rằng sau khi dừng tiếp nhận, họ có 20 ngày để lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân. Vẫn báo tuổi trẻ dẫn lời bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho rằng phải đến ngày 6 tháng 11, tức là gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, thì chính quyền mới công bố phương án chi tiền như thế nào và đây là hình nạn nhân vụ cháy được đưa đi cấp cứu. Bà Hương nói, chừng nào có phương án phân bổ tiền cứu trợ thì chính quyền sẽ giải ngân ngay và công khai. Bên cạnh xin ý kiến các ngành, phương án phân bổ tiền cứu trợ cần phải chờ lãnh đạo thành phố Hà Nội phê duyệt nữa, bà Linh cho biết. Theo VOA, tờ Công an Nhân dân cho biết, các nạn nhân vụ hỏa hoạn đang ngóng chờ số tiền cứu trợ này vì cuộc sống của họ hiện rất khó khăn sau khi ngọn lửa đã thiêu cháy hết tài sản của họ và họ cũng mất đi chỗ ở. VOA cho biết thêm, ở Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là cơ quan đứng ra tiếp nhận và điều phối các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai hay thảm họa. Tuy nhiên, Mặt trận Tổ quốc cũng đã gây ra quá nhiều tai tiếng về việc ăn chặn tiền cứu trợ từ thiện của các mạnh thường quân. Họ ăn từ gói mì phát cho dân ngày lũ cho đến những món tham nhũng tiền tỷ, ăn của dân không từ một cái gì. Cũng theo VOA, trên diễn đàn quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa của tỉnh Đồng Tháp được tờ lao động dẫn lời chỉ trích chính quyền Hà Nội chậm trễ trong việc cứu trợ người dân đang khốn khó. Nếu đưa cho tư nhân thì làm là xong. Do vậy phải xem lại cách nghĩ, cách làm của mình sao cho hết tinh thần trách nhiệm với dân. Còn nếu vướng những văn bản lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp phải sửa đổi ngay, chứ không thể có tiền mà để đó, ông Hòa nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao chính quyền không phát tiền cứu trợ cho nạn nhân cháy chung cư? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Luật sư Võ An Đôn và gia đình đã đến Mỹ sau một năm bị cấm xuất cảnh Ngày 27 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay luật sư nhân quyền Võ An Đôn và gia đình đến Mỹ tị nạn. Theo đó, luật sư nhân quyền Võ An Đôn và gia đình vào tối ngày 26 tháng 10 đã đáp xuống sân bay ở bang Arkansas ở Hoa Kỳ để định cư tị nạn sau hơn một năm bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh. VOA nhắc lại việc ông Đôn và gia đình được chính phủ Hoa Kỳ cho tị nạn chính trị nhưng phía Việt Nam đã cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 27 tháng 9 năm 2022, khi ông và gia đình làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để khởi hành đi Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời luật sư Võ An Đôn cho biết, trong suốt một năm qua, các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã vận động với chính quyền Việt Nam để ông được xuất cảnh và kết quả này chỉ đạt được khi người đứng đầu tòa Bạch Ốc đến Hà Nội. Ông nằm trong danh sách những người được chính phủ Mỹ đưa ra bàn thảo với chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023. Luật sư Võ An Đôn viết trên Facebook cá nhân của mình rằng Tôi buồn vì phải sống ở một đất nước mà chính quyền coi dân như cỏ rác, bị đè đầu, cởi cổ, đến khi bỏ nước ra đi thì đem ra trao đổi như một món hẹn. VOA dẫn ý kiến của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở bang Texas chia sẻ Tôi xin chúc mừng anh Võ An Đôn và gia đình đã đến Hoa Kỳ bình an. Được biết anh Đôn đã bị mời làm việc từ hồi tháng 8 và công an Phú Yên thông báo cho anh rằng anh không còn bị cấm xuất cảnh nữa. Công an nói anh có thể đi Mỹ với một điều kiện là im lặng, không lên tiếng trước sai trái bất công. Có thể thấy, không chỉ đem luật sư Đôn ra làm món quà trao đổi với Hoa Kỳ, mà công an Phú Yên còn sử dụng trò bẩn để hòng làm nhục anh ấy trước khi chấp thuận để anh và gia đình rời Việt Nam. Bà Quỳnh nói thêm. VOA dẫn lời luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada cho rằng, Gia đình luật sư Võ An Đôn đã phải trả một cái giá quá đắt cho những tiếng nói vì lương tri và công lý cho Việt Nam. Một đất nước không thể phát triển bền vững khi nhân tài xứ đó tìm đủ mọi cách ra đi, đặc biệt với những người buộc lòng phải lưu vong như luật sư Võ An Đôn. Và đây là hình gia đình luật sư Võ An Đôn và người thân tại sân bay Fayetteville tại bang Arkansas tối ngày 26 tháng 10. VOA cũng dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn sáng hôm qua tôi nhận được thông tin luật sư võ an đôn được phép xuất cảnh qua hoa kỳ định cư nghe thông tin đó tôi vừa vui vừa buồn nghề luật sư là ước mơ là hoài bão của anh ấy vậy mà giờ phải ra đi xa tổ quốc xa nhân dân thì cũng là một điều đáng buồn hơn đáng vui bây giờ không được làm luật sư nữa và ra nước ngoài sinh sống thì thiệt cho bản thân ước mơ hoài bão đứng trên đất nước để bảo vệ một bộ phận người dân không còn thực hiện được. Nhưng về phía gia đình thì đó cũng là cái lợi, vì ở đó con cái sẽ có cuộc sống tốt hơn, học hành sẽ tốt hơn. Tôi chỉ phân vân một điều là bản thân luật sư đôn sang đó sẽ làm nghề gì và có hướng đi nào khác để góp phần giúp dân giúp nước hay không. VOA nhắc lại vào tháng 9 năm 2022, báo Công an Nhân dân có bài viết xác nhận về việc ông Võ An Đôn bị cấm xuất cảnh, quy kết ông Đôn có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận và gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của đảng nhà nước. Trước đó, vào tháng 11 năm 2017, Ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tên ông Võ An Đôn ra khỏi danh sách đoàn luật sư Phú Yên. VOA cũng nhắc lại phát biểu của ông Phil Robertson phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một thông cáo về việc luật sư Đôn bị cấm xuất cảnh. Việc ngăn cản chuyến đi của ông Võ Văn Đôn đến Hoa Kỳ cho thấy hệ thống chính phủ Việt Nam rộng khắp đang hoạt động, hạn chế quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động dựa trên những tuyên bố mơ hồ về an ninh quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin luật sư Võ An Đôn và gia đình đã đến Mỹ sau một năm bị cấm xuất cảnh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.